theo Ngân hàng Chính sách Xã hội. Để tiếp cận được nguồn vốn, các cơ sở sản xuất kinh doanh vay vốn là phải được thành lập và hoạt động hợp pháp, có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh, duy trì hoặc thu hút thêm lao động và làm việc ổn định. Dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án. Các cơ sở sản xuất kinh doanh có đảm bảo tiền vay theo quy định của pháp luật. Còn đối với người lao động, muốn tiếp cận được nguồn vốn cần đáp ứng các điều kiện như phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, có xác nhận của cơ quan tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án, cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án. Mức cho vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách Xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với các đối tượng vay. Về mức cho vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thì hiện nay là mức cho vay tối đa là 2 tỷ đồng trên một dự án và không quá 100 triệu đồng trên một người lao động và duy trì mở rộng việc làm. Đối với người lao động thì mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng. Thời hạn cho vay tối đa là 120 tháng và tương đương là 10 năm. Thời hạn cho vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách Xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của người vay vốn để thỏa thuận.